cuộc sống không như chúng ta thường mơ. Bà già tôi nói vậy. Mại dâm, giết người, trộm cướp, cái lũ nhởn nhơ chả đáng đến cuộc sống của người khác. Tôi muốn loại bỏ hết bọn chúng, chỉ để cho cuộc sống chúng ta thường mơ có thể thực hiện hóa được phần nào. Tôi là Trung, là một học sinh cấp 3. Không giống như bạn bè cùng trang lứa, tôi dậy thì muộn, cho nên hiện tại tôi ăn rất là khỏe và ngủ cũng vậy. Tính cách của tôi có một chút gì đó hơi dị dị, và chính vì thế cho nên chẳng ai nghe tôi cả. Bình thường thì 7 giờ tôi đã phải vào học rồi, và tôi rất là cẩn thận. 6 giờ 55 tôi đã dậy, chuẩn bị đi học. Cách 5 phút tôi vẫn có thể đi được. Chuẩn bị mọi thứ nhanh thôi, vì tôi là một con người đơn giản mà. Và đây là 5 phút chuẩn bị của tôi. Vượt tóc. Tôi có thói quen chẳng bao giờ đánh răng vào buổi sáng cả. Tôi tự cảm thấy mồm mình đâu có mùi gì. Ôi, mình cũng đẹp trai ra phết đấy chứ. Thế mà mấy cái thằng ở lớp nó cứ nói: mục đích của mày đến trái đất để làm gì? Tao đến trái đất á, để làm đẹp cho đời. Và ở lớp, cô giáo rất hay gọi tôi lên bảng, mà rõ ràng là tôi chẳng biết gì cả. Gọi hoài. Giờ học cũng như giờ ra chơi, tôi vẫn luôn ngồi một chỗ. Tôi chẳng chơi với ai cả, mà thực ra thì chẳng ai chơi với tôi đấy chứ. Trong lớp thì có thằng này, nó là thằng chuyên gia giật quần chip của tôi. Nhưng mà thực ra thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi vẫn thích ngủ hơn. Kệ sư nó đi. Đây là chỗ ngồi của tôi. Và phía trước đây là một hội chơi bài khét tiếng của lớp. Bọn chúng rất là ồn ào, làm tôi chẳng thể nào ngủ được cả. Tôi rất muốn loại bỏ bọn chúng, nhưng mà bọn chúng quá đông, cho nên có lẽ để khi khác vậy. Mình đã tha cho bọn nó rồi, thế mà cứ thỉnh thoảng bọn nó lại quay xuống trêu mình. Trêu hoài. Linh học cùng lớp với tôi, một cô gái rất dễ thương. Tôi với các cô ấy đã chơi với nhau từ thuở bé, nhưng có vẻ như thời gian cũng xóa nhòa dần. Cô ấy dần dần cứ tránh tôi, coi tôi là một thằng tự kỷ. Sau giờ học thì tôi rất thích xuống sân trường, ngồi ở ghế đá. Tôi cảm thấy rất thoải mái, nhìn lá rơi, nghe tiếng chim hót và bảo vệ công lý. Trực giác của tôi cho thấy sắp có chuyện không lành xảy ra với cô bé này. Ây da, biết ngay mà, lại mấy cái thằng hay trêu gái xin số. Có lẽ đây là lúc công lý được thực thi. Bọn kia dừng lại!
ra thì lần nào chả như thế này. Tôi đã biết trước rồi mà. Nhưng không ngờ hôm nay chúng nó lại mạnh tay như thế. Ăn đòn hoài. Không hiểu sao dạo này cứ ra đường là bị xe tông. Nhưng mà số đèn thì cái đèn tối. Sau giờ học, tôi thường hay lén lút vào trường mầm non gần nhà. Mỗi lần vào đây tôi cảm thấy rất là yên bình. Và đây chính là trò chơi mà tôi ưa thích nhất từ bé. Chơi mãi mà chưa chán. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando you'll be happiness. Ah! Oh, à mà khoan đã, trên báo có nói muốn biết người hay là ma thì cứ nhìn qua háng. Mình cũng thử xem sao. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Cho đến một ngày. Tôi đã phải lọ kẹo hết hạn từ vài năm trước. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu tôi cứ thế mà chết. Nhưng bất ngờ tôi đã tỉnh lại. Mình thấy tóc mình bị rụng hết. Tôi cảm thấy trong người mình có một sức mạnh rất lớn. Chẳng ai có thể bắt nạt được tôi. Tôi thấy mình bá đạo trong từng hạt gạo. Hàng ngày tôi thường đi bảo vệ thành phố của mình dưới cái tên Just a Man. Tôi đã từng nghĩ tôi biết bay và tôi đã thử. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Và vẫn như mọi ngày. Sau 3 năm, dù tôi đã thay đổi rất nhiều,
Nhưng thói quen đánh răng thì vẫn vậy. Chẳng có gì khác cả. Kể ra thì mình cũng đẹp trai đấy chứ. Răng trắng này. Mỗi buổi sáng tôi thường tập tay. Tôi rất thích chạy và tôi thường khởi động bằng mấy vòng đầu tay. Và thỉnh thoảng thì tôi thường bắt gặp những trường hợp như thế này. Leo tù thế kia kiểu gì cũng bị giật. Đấy, tôi nói có sai đâu. Và tôi nghĩ đến lúc tôi phải ra tay. Bình thường thôi mà. Và bây giờ tôi đã thấy tự tin hơn về ngoại hình của mình. Chính vì đó mà tôi đã quay lại tìm gặp Linh, cô bạn học cùng cấp 3 của tôi ngày xưa. Nhỡ đâu giờ cô ấy lại đổi ý thì sao? Có thể cô ấy sẽ choáng ngợp vì nhan sắc của tôi bây giờ. Cảm giác thật là thích thú. À, ra rồi. Xin lỗi, anh tìm ai ạ? Anh là Trung đây, em không nhận ra anh à? Trung nào ạ? Anh là Trung học cùng cấp 3 với em đây mà. À. Và cứ thế cuộc trò chuyện của chúng tôi rất là rôm rả. Dường như Linh đã thấy tôi thay đổi rất là nhiều trong thời gian qua. Ai vậy em? Đây là Trung, bạn học cùng cấp 3 với em. Chào anh ạ. Thế anh tìm em có việc gì không ạ? Anh chỉ hỏi thăm em thôi. Nếu em có việc thì em cứ vào nhà đi. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau. Chào anh ạ. Không ngờ Linh đã có người yêu. Có lẽ tôi đã đến quá muộn. Trong cái rủi thì lại có cái may. Linh mà có người yêu rồi thì mình chỉ việc đánh nhau với một thằng thôi. Còn chưa có người yêu thì mình phải đánh nhau với vài chục, vài trăm thằng nữa mất. Dạo này em có khỏe không? Em khỏe, còn anh? Ừ, anh khỏe. Thế có bạn hôm trước là bạn trai của em à? Vâng ạ. Bọn em quen nhau lâu chưa? Từ đợt em học cấp 3 ạ.
Nhìn Linh có vẻ lo lắng. Hình như tôi đã nói điều gì sai với cô ấy. Mày không phải là người duy nhất không biết xã hội này đâu. Mày là ai? Sao mày lại biết? Cứ gọi tao là Shadow. Tao không ngờ mà mày lại lớn như thế đấy. Sau bao nhiêu công sức tao bỏ ra để giết mày, thì cuối cùng mày vẫn sống dài như thế. Tìm cách bí mật nào bắt bạn gái, hay đến cả cái chiếc ngu ngốc của mày, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao ấy. Vì lý do gì mà mày lại nhắm vào tao? Vì mày mang trong người những điều khác thường từ mẹ. Và tao là người duy nhất sử dụng năng lực đặc biệt này. Tao muốn tiêu diệt toàn bộ thế giới này. Và mày là thứ có thể cản đường tao. Tao chỉ không ngờ là khi mày chết, năng lực của mày lại được kích hoạt. Thú thật thì việc đó nằm ngoài dự tính của tao. Mày đã đi sai đường rồi. Tao thì khác. Tao sẽ xóa bỏ những cái ác đấy trong xã hội này, để tạo nên một thế giới công bằng. Thế giới này vốn đã không công bằng. Tao và mày là những sản phẩm. Yeah!
ấy cũng chỉ như thế mà thôi. Kể cả chuyện tình yêu của mày cũng vậy. Khốn. Tất cả chỉ tại mày. Chỉ vì mày mà xã hội xa lánh tao. Thằng khốn. Đến cả Linh cũng rời bỏ tao. Và bây giờ mày phải trả giá chuyện này. Tỉnh lại đi. Mày không thể chết như thế được. Trong lúc nóng giận, tôi đã giết chết một người. Tôi chẳng khác gì hắn, một tên sát nhân máu lạnh. Không thể nào. Không thể nào. Tại sao? Chuyện gì thế này? Tôi tiêu diệt một kẻ muốn hại tôi là sai sao? Họ chẳng còn thèm hỏi tôi lấy một từ về những chuyện đã xảy ra. Tại sao em lại chạy về phía anh? Anh đã giết người yêu của em mà. Phải rồi, họ thấy tôi giết người. Đối với họ, giờ tôi không còn giống như một con người nữa, một con quái vật không hơn không kém. Nếu như tôi có khả năng tự phục hồi thì tôi biết mấy. Ước gì cuộc sống của tôi may mắn hơn. Sao thế giới này vốn đã không công bằng rồi. Tôi và hắn chỉ là những sản phẩm của thế giới bất công mà thôi.